Viện Pasteur Nha Trang đã thông báo về ca mắc COVID-19 thứ 61 tại Việt Nam. Đây là bệnh nhân nam 42 tuổi ở xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. Bệnh nhân đi Malaysia vào ngày 27 tháng 2 và về Việt Nam vào ngày 4 tháng 3 trên chuyến bay VJ-826 từ Malaysia về cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Ngày 10 tháng 3, bệnh nhân có đau họng và sốt. Đến ngày 15 tháng 3, bệnh nhân được điều trị tại khoa bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa, tỉnh Ninh Thuận.